Nhiều khi mệt mỏi thật sự, không biết tâm sự cùng với ai. Mình chỉ muốn chìm vào giấc ngủ thôi. Để anh em có thể hiểu được rằng hôm nay mình rất là mệt. Không chỉ mình đâu, có rất nhiều anh em rất là vất vả sau cái cuộc chiến này. Cuộc chiến 2 phút này rất vất vả đấy. Mình hãy cố gắng lên, cố gắng vượt qua những ngày tháng khó khăn này. Sau khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ đạt được vinh quang và nỗ lực. Anh em thật sự cố gắng nhá. Nhiều khi mình cũng nghĩ mình tự kỷ, nhưng thực ra là mình tự kỷ thật anh em ạ. Rất là mệt. Thôi mình cố gắng. Dạo này mình mặt mình to quá. Nên mình ăn nhiều hay là do mình nằm nhiều nên mình cảm thấy là rất là to. Nói chung khá tự kỷ ấy. Thôi cố gắng. Cố gắng thôi, giờ mình đi ngủ tiếp đây. Anh em tiếp tục ngắm mình ngủ nhá. Rất là vất vả.